Là một giám đốc doanh nghiệp, Duy Nguyễn không chọn cách xuất hiện và phát biểu một cách bình thường, mà theo một phong cách rất dị, làm cho buổi lễ khai trương như nổ tung và cuốn theo mọi diễn biến bất ngờ của Diêm Chúa trên sân khấu. Sau những màn ảo thuật vui mắt, hóa chim, hóa bướm, biến chăn, biến rắn làm hãi hùng người xem, nhưng cũng không kém phần phấn khích cho những khán giả yêu thích cảm giác mạnh. Nhưng tất cả đều không ấn tượng và bất ngờ hơn. Vị ảo thuật gia điển trai đã biến ra một CEO bằng xương bằng thịt mà mọi người đang trông chờ bài diễn văn phát biểu trước khi cắt băng khánh thành quận 12. Thế nhưng khán giả đã khá sốc với phần trình diễn không giống bất kỳ một vị giám đốc nào của Diêm Chúa. Xét về bề thế và thâm niên thì công ty BBT không phải là nhỏ. Đáng lẽ vị chủ tọa của chúng ta phải gửi lời chào trịnh trọng đến quan khách, đọc diễn văn kể lại những thành tựu của công ty, sứ mệnh tầm nhìn trong tương lai, vân vân. Đằng này, Duy Nguyễn chỉ gửi lời chào đến các anh chị em đã là Dreamer, đang là Dreamer và sẽ là Dreamer. Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả các anh chị em đã là Dreamer, đang là Dreamer và sẽ là Dreamer. Một lần nữa, khái niệm Dreamer được Diêm Chúa bao hàm một cách rộng rãi đến đối tượng toàn xã hội, chứ không riêng gì những vận động viên thi đấu thể hình hoặc những người cuồng gym qua nhiều năm tháng. Duy Nguyễn khẳng định triết lý gym dành cho cuộc sống, khỏe đẹp, thành công và đẳng cấp là đích đến cuối cùng của một Dreamer đích thực. Bằng giọng nói hùng hồn, lôi cuốn, nhiều nội lực cũng đầy sẻ chia của Duy Nguyễn, tiếp tục là nguồn cảm hứng cho giới trẻ mưu cầu một sức khỏe vĩnh hằng, kèm theo một sự nghiệp thành công như cái cách anh ấy đã biến gym chính là đời. Trong thể hình có một câu no pain no gain, có nghĩa là gì? Hãy cố gắng đừng từ bỏ, có chí ắt thành công. Muốn thành công thì phải dám nghĩ, dám làm và không bao giờ bỏ cuộc. No pain no gain trong giới thể hình được Duy Nguyễn hiện thực bằng sự cố gắng của ngày xưa, của nước mắt, của đánh đổi để có được thành công vang dội như ngày hôm nay. Anh đã nâng đỡ chính cuộc đời mình trong quả cầu pha lê được anh tâm đắc sẻ chia trên backdrop sân khấu. Nếu không có nghị lực, không có hoài bão và trách nhiệm với cuộc đời mình, thì chính các bạn sẽ tự tay làm vỡ quả cầu pha lê đó. Muốn nâng được nó lên thì đôi tay phải đủ lực, kèm với bao công sức, mồ hôi, thậm chí nước mắt. Để có được cái tòa building này là công sức nỗ lực của toàn thể nhân viên BBT trong khoảng thời gian hơn 1 năm trời, với tập thể các đối tác, các fan hâm mộ trong và ngoài nước. Mỗi lời nói của Duy Nguyễn đều tái khẳng định lại chặng đường nhiều năm của anh, cũng như mục tiêu trong tương lai đã được lập trình sẵn với phong cách gần gũi, sẻ chia của người anh đi trước, làm giàu từ cục tạ đến lớp lớp thanh niên mai sau. Có thể thành công ngày hôm nay của anh không còn thấy những người ngày trước lên hình đỡ tạ cho anh, nhưng ở Duy Nguyễn vẫn rất lầm lì và can trường viết lên câu chuyện thành công của riêng mình bất chấp mọi thứ. Thời gian đã đếm ngược, giây phút lịch sử đã đến. 19 giờ 19 phút ngày 19 tháng 9 năm 2019. Cầm cây kéo vàng trên tay và trước mắt anh là băng khánh thành, thuyền trưởng BBT sắp làm nên giây phút lịch sử lần thứ hai khi chính tay cắt băng khánh thành một trụ building sừng sững một góc trời, rực sáng một phương rộng lớn. Duy Nguyễn Tower quận 12, BBT Bắc Sài Gòn. Lúc này, mọi người hồi hộp mong chờ.
nhưng mắt Duy Nguyễn nhắm lại, mặt trầm tư. Như nghĩ lại quá trình hình thành tòa building từ lúc đào hầm, đan sắt, lên sàn, đổ tấm. Bao nhiêu công đoạn đầy sóng gió, nhưng anh đã vượt qua tất cả để có buổi lễ khai trương hôm nay. Một building sừng sững, một Duy Nguyễn ngạo nghễ giữa trời đêm với những phát biểu dõng dạc, đầy tâm đắc và tự hào. Đối với Duy Nguyễn, đây chỉ là giây phút bắt đầu. Cú cắt định mệnh diễn ra, băng rơi xuống và pháo sáng vụt lên. Và vị giám đốc chúng ta ngước thẳng lên trời, hai tay gồng cứng, dáng dấp oai phong như khẳng định với cuộc đời rằng anh ta một lần nữa đã xây dựng thành công một triều đại Zimmer đích thực. Một doanh nhân thành đạt ở lứa tuổi 34. Tác giả và người hiện thực hóa hai câu thơ huyền thoại: đôi tay Zimmer đâu chỉ để làm thơ, mà uy lực trên từng trang chữ nhất. Phần trình diễn của giám đốc BBT ngày hôm nay sẽ mãi là một dấu ấn còn đọng lại trong ký ức người xem, cả thực tế lẫn trên mạng xã hội, và là hành trang tiền đề cho ngày khai trương tiếp theo của BBT quận 9. Giờ đây, xin mời các bạn theo dõi toàn văn phát biểu của giám đốc Duy Nguyễn. Xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả các anh chị em đã là gamer, đang là gamer và sẽ là gamer. Tôi, Duy Nguyễn đã chính thức về quận 12. Đằng sau lưng chúng ta là BBT Hiệp Thành, tọa lạc tại địa chỉ 535 Lê Văn Khương, là một trong tứ trụ của BBT. Để có được cái tòa building này là công sức nỗ lực của toàn thể nhân viên BBT trong khoảng thời gian hơn một năm trời, với tập thể các đối tác, các fan hâm mộ trong và ngoài nước. Và ngày hôm nay trong niềm vui này, tôi rất hân hoan chia sẻ với các bạn rằng BBT Hiệp Thành đã thành công tốt đẹp. Chúng ta cùng nhau đón tới giây phút lịch sử 19 giờ 19 phút ngày 19 tháng 9 năm 2019 để chúng ta cùng cắt băng khánh thành. Con đường đi game của Duy rất khác mọi người. Theo một triết lý rất là nhất quán, hãy để thể hình phục vụ cuộc sống, chứ đừng có bắt cuộc sống phục vụ thể hình. Chúng ta tập gym để làm gì? Để khỏe. Khỏe rồi để làm gì? Đẹp. Đẹp rồi làm gì nữa? Kiếm tiền và thành công. Đó là lý do các bạn sẽ thấy được 6 chữ vàng khi các bạn bước vào trong BBT Building: khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Mà để làm được điều đó thì có một triết lý rất là nhất quán, đó là gym phục vụ cuộc sống. Con đường đi gym của Duy đã rất là lâu rồi. Từ năm 2003, từ 2003 tới bây giờ là 2018. Và bây giờ cá nhân Duy Nguyễn và tập thể BBT có được 4 trụ Sài Gòn tại các địa chỉ: trụ Tây 107 đường số 6, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Và đây là trụ Bắc 535 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12. Trụ Đông số 10 Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú, quận 9. Trụ Nam 102 Lý Phục Mang, phường Bình Thuận, quận 7. Các bạn giỏi trên sân khấu, đây chính là bộ phim của cuộc đời tôi. Game chính là đời. Để có được thành công ngày hôm nay phải trải qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ, thách thức. Bạn nhìn trên mặt một giọt nước mắt chỉ là tượng trưng những gì khó khăn đã từng đi qua. Trong thể hình có một câu no pain no gain, có nghĩa là gì? Hãy cố gắng đừng từ bỏ, có chí ắt thành công. Tất cả các bạn tập gym ở đây hay rất là từ bỏ giữa chừng khi chúng ta đối diện những áp lực trong cuộc sống, đối diện với những cái khó khăn thử thách, các bạn sẽ nản. Thì tôi khuyên các bạn, cái gì nó cũng khó khăn, chúng ta không cuồng gym theo cách ngu si, mà chúng ta hãy đến với gym một cách hợp lý để cho gym thay đổi cuộc đời chúng ta. Là một gamer đâu chỉ cơ bắp là được,
ngoài cơ bắp ra chúng ta còn phải có những giá trị khác trong cuộc sống, để từ đó chúng ta mới thành công và làm ngọn lửa, để làm idol và làm gương cho những thế hệ trẻ yêu mơ tiếp theo. Và với tiềm lực của mình, với nhiệt huyết của Duy Nguyễn tới ngày hôm nay, thì đây là một cái lời cam kết tân tốt, để sẽ phục vụ các bạn gamer quý khách hàng với một cái dịch vụ cao cấp nhất, đẳng cấp nhất và chân thật nhất. Khi các bạn đến với BBT Building, các bạn sẽ được trải nghiệm tất cả mọi dịch vụ về game, yoga và các môn thể thao khác với mức phí đa dạng, hợp lý. Và sau buổi phát biểu ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy tiến vào tham quan, xem và trải nghiệm những cái giá trị của một cái trung tâm game THL Game Center mới, lạ và độc. Nó xứng đáng với những chữ đẳng cấp.